Nghe con người rơi vào ô vuông tiền rồi Nhưng vị cục trưởng mất tiền này Là có ý gì Tôi dùng kẹp gắp một khối than Đã cháy đỏ Đưa điều thuốc lá qua Không thích dùng bật lửa Thậm chí diêm Cố gắng rời xa từng phần hiện đại Có thể cho bạn loại cảm giác thoải mái thả lỏng. Tôi phun khói thuốc Câu chuyện liền dần dần mở ra Giữa sương khói tàn mạn Tôi vốn là học máy tính Tức rằng học chuyên ngành quá kém Lúc này mới làm công tác tại tòa soạn Đầu năm nay, 80% mọi người làm công việc không liên quan đến sở thích của mình, nhưng lại liên quan đến cái bụng của mình. Đương nhiên, nếu thật sự là như vậy, tôi đây thuộc về 20% người rất may mắn còn lại, bởi vì tôi vẫn cực kỳ thích phần công việc này. Đại đa số các công việc đều phải vượt qua khoảng thời gian thực tập. Chuyện vị cục trưởng kia chỉ sợ là sự kiện khó quên nhất trong kỳ thực tập của tôi. Cục trưởng này họ ngô. Riêng tôi cho rằng trong trăm họ Trung Quốc, Họ ngô là khó phối tên nhất Phần lớn đều không hay lắm Cục trưởng ngô này cũng không ngoại lệ Tên đầy đủ của ông ta là Ngô Đức Học Cục trưởng ngô này có một đặc điểm rất lớn Yêu tiền Đừng hiểu lầm Yêu tiền cùng yêu tài Kỳ thật cũng chưa chắc là cùng một chuyện Ít nhất lúc mới bắt đầu Cục trưởng ngô vẫn vô cùng chính trực Ông ta yêu tiền Chỉ là thích sưu tập tiền mà thôi Từ tiền cổ đại đến tiền phát hành hiện đại thậm chí nhiều cái hiếm có không còn phát hành nữa chúng ta đều có thể nhìn thấy một ít ở chỗ ông ta có thể tưởng tượng được cục trưởng ngô si mê tiền tới mức nào song ông ta chỉ thích tiền kim loại chán ghét tiền giấy dựa theo cách nói của ông ta tiền kim loại có thể lấy ra chơi mà tiền giấy quá giống tiền ông phủ có chút điểm xấu cục trưởng ngô kỳ thật là phó cục nhưng tất cả mọi người thuận miệng gọi là cục trưởng chỉ có lúc chính cục trưởng ở đó mọi người mới gọi ông ấy là Ngô Phó. Ông ấy phân công quản lý giám thị dược vật của địa phương. Cũng chính là kiểm tra bộ phận chất lượng, phần lớn tiêm trích cùng dùng thuốc lâm sàng đều phải trải qua phê duyệt của ông ấy. Quyền hạn to lớn, có thể tưởng được. Lúc vừa nhận chức, Cục trưởng Ngô còn làm ra vài hành động thực tế, xét xử chút vụ án dò dì thuốc vi phạm lệnh cấm, mà tôi cũng chính vì phải viết bài về ông ta mới quen biết ông ấy. Đối với bài báo nọ Cục trưởng Ngô cực kỳ cao hứng Còn từng khen ngợi ngay trước mặt tôi Hai người nói đến nói đi Vì vậy tôi cũng thường xuyên sang nhà ông ấy ngồi một chút Do đó chuyện của ông ấy Cũng biết một ít Nhưng mà Sau này ông ta thay đổi Cục trưởng Ngô là con trai cả Từ nhỏ đã mê đồ cổ Nghe nói tổ tiên trong nhà Làm việc trong nhà máy Ngọc Lưu Ly Giặc Nhật Bản xâm lược Trung Quốc Ông nội của ông ta liền mang theo Vài món có giá trị lại dễ dàng mang theo. Tiền cổ chạy trốn tới miền Nam, sau đó cũng ở ngay nơi này lấy vợ sinh con, đâm cành kết lá. Cục trứng ngô từ nhỏ thường xuyên đau ốm, trong nhà liền thường dùng tiền cổ chấn tà. Do đó, ông ấy từ nhỏ đã thạo tiền cổ, giống như những đứa trẻ thời những năm 80, thạo ảnh thu nhỏ vậy. Theo chính ông ấy nói, lúc 6 tuổi, ông ấy có thể thông qua độ dì xét để giám định tiền cổ Tôi nghe xong trong lòng có chút không tin. Dù sao nhận thức phân biệt gì xét cũng không phải chuyện chơi mà là cấp bậc của các nhà sưu tập. Tiền cổ phần lớn là kim loại, dùng đồng nhiều nhất. Tiền cổ hoen gì có nhiều loại đa dạng, hiện nay thật giả lẫn lộn. Lại có khu vực, phần theo độ nặng nhẹ. Phía nam đất đai nhiều mưa ẩm ướt mang theo tính axit. Góc hoen gì nghiêm trọng mà lại tương đối xốp. Dì xanh lục bình thường hỗn tạp có màu lam dỉ màu lục của màu đỏ gọi là dỉ hồng lục trong màu xanh đồng còn có thể phiếm ra từng mảng hoặc sáng bóng như thủy ngân gọi là dỉ thủy ngân phương bắc ít mưa khô giáo hoen dỉ cứng rắn chai sần màu dỉ phần nhiều là xanh biếc hoặc lam lục là bị dỉ xanh cứng thể tiền này phần lớn dỉ xanh đầy thân nên thường nói giữa sông bắc khanh màu lên tiền cổ hoen dỉ nhiều màu xám trắng cứng rắn dị thường rất khó thanh lý thường gọi là dỉ cát khi cục trưởng Ngô chậm rãi nói cho tôi biết, tôi thật sự đối với cán bộ phụ trách dược phẩm, đồng thời cũng tinh thông tiền tệ này, bội phục không thôi. Đương nhiên, ông ta còn từng mời tôi đến tham quan bộ sưu tập của ông ta. Chỉ có điều, đây chẳng qua là một phần nhỏ bộ sưu tập của ông ta. Cực phẩm dựa theo cách nói của ông ta là có linh khí, chưa tới vạn vẫn đăng dĩ. Tuyệt không cho người lạ thấy được. Tôi cũng đành phải thôi. Nhưng mà, một người mà có sở thích, vậy sở thích đó thường thường chính là nhược điểm. Còn nhớ có bộ phim truyền hình từng thảo luận, hình như là Lý Vệ làm quan thì phải. Trong phim, Lý Vệ trước khi được điều nhiệm tới Dương Châu, vị quan này cũng giống mấy vị quan địa phương nhậm chức trước, đục ruộng mối thương. Vì vậy, để ông ta tới nhà tù xem mấy vị tri phủ tiền nhiệm Dương Châu bị phán tội chết. Có khi là vì sắc, có khi là vì tự, có khi là vì tiền. Tóm lại, dựa theo cách nói của mối thương chính là không tin thế gian này có trứng không có kẽ hở cho dù là một miếng sắt cũng cần nung nóng đúc lại mở ra chút muối cho nên khi một người bị ngàn vạn kẻ tinh kế vậy thì nguy hiểm rồi cục trưởng ngô hiển nhiên không ngoại lệ ông ta không háo sắc không ham tài không nhìn thể diện nhân tình vấn đề là ông ta thích tiền cổ sau khi những thương nhân lai buôn được phẩm xem trúng điểm ấy cơ hội tê liền Họ khắp nơi thu gom tài liệu cùng trưởng ngô Cũng trả giá cao để mua tiền cổ Mới đầu đương nhiên là mũi hít bụi Nhưng dần dần Người ngoài cửa tiến vào Người đi vào ngồi xuống Người ngồi xuống biếu quà Cùng trưởng ngô cũng bắt đầu nhận Lợi nhuận của thuốc được bao nhiêu? Trải qua xưởng thuốc Nhà buôn thuốc Người tiếp phẩm Thuốc bệnh viện Hiệu thuốc Bác sĩ Rồi mới đến bệnh nhân Từng cửa nhiều như vậy Sản phẩm rút lông dần mới đến tay chúng ta. Cũng khó trách nhóm nhà buôn thuốc muốn dùng tinh lực tiền tài nhiều như vậy đả động cục trưởng ngô. Dân gian thậm chí lưu truyền câu nói nếu không mắc bệnh tốt nhất nên nhanh chết đi. Hợp tác thời gian dài cũng yên ổn vô sự. Thuốc mặc dù mắc chút cũng không hết người trị nhưng không xảy ra chuyện. Ít nhất không xảy ra đại sự. Về sau, cục trưởng ngô lưu xuống tự nhiên tặng tiền cổ cũng ít đi. Nhưng có một ngày, phu nhân của ngô cục gọi điện nói cho tôi biết trong nhà đã xảy ra chuyện có lẽ mọi người cảm thấy kỳ quái tại sao lại báo cho tôi bởi vì ngô cục thật sự không có bạn bè chịu hỗ trợ ít nhất tôi còn miễn cưỡng tính là một người trong điện thoại phu nhân cục trưởng đem ngọn nguồn sự tình nói cho tôi biết ngày đó ngô cục vẫn thưởng thức tiền cổ của ông ấy một vị khách kỳ lạ đến nhà ông ta nói hắn kỳ lạ bởi vì lúc người đến mặc phẳng phất như thời dân quốc vậy trường y áo khoác dài mang mũ trùm màu đen còn đeo đồng hồ quả quýt mang một cái dương gỗ lim dài hơn một thước nói thẳng là tới biếu quà nhưng ngô cục trưởng về căn bản không nhận ra hắn song ngô cục dựa vào cảm giác người này không phải là người bình thường vì vậy vẫn tiếp đãi người này vào cửa lúc ấy phu nhân cục trưởng ngay bên cạnh hiển nhiên cũng nghe được họ nói chuyện tôi nghe nói cục trưởng ngô yêu thích tiền cổ hơn nữa mắt nhìn đặc biệt nơi này có vài cái đặc thù tại hạ muốn cho cục trưởng thưởng thức chút người nọ mang theo chút khẩu âm phương bắc hơn nữa thân hình cao lớn cục trưởng ngô hiển nhiên cao hứng liền đề xuất muốn xem trước hai người nói chuyện một lát người khách còn nói để lại tiền cho cục trưởng chậm rãi xem một tháng sau mình lại đến lấy cục trưởng ngô đương nhiên cao hứng nhiệt tình tiện hắn ra cửa Xong bắt đầu từ ngày đó Cục trưởng Ngô giam mình trong phòng Trừ ăn cơm đi nhà sĩ ra Căn bản không bước ra Mặc dù là ăn cơm cũng vội vã lùa vài đũa Cùng ngày thường trước nay Hòa thuận với vợ cũng không thể nói vài câu Cục trưởng phu nhân rất lo lắng Vì vậy muốn gọi tôi đến khuyên Miễn cưỡng tôi đành phải lên đường Đến nhà cục trưởng Ngô Âu Dương Là cậu à Hoàn hảo Ngô Cục vẫn nhận ra tôi song tôi sắp không nhận ra ông ta rồi ngắn ngủi mấy tháng không gặp ông ta đã sớm mất thần thái lúc trước lúc tôi đi vào phòng của ông ta ông ta đang cầm một cái kính phóng đại nhào đầu và nghiên cứu một đống tiền cổ cả người giống như là một con tôm hùm nướng chín cuộn tròn thân thể ngồi trước bàn học tôi tiến đến đã lâu ông ta mới chú ý tới tôi bởi vì lúc đó ông ta muốn đứng lên uống nước tóc ông ta đã rụng gần hết con mắt cũng thâm trụng sâu tất cả đều là tơ máu tay có khả năng vì thời gian dài uốn cong đều đã biến dạng bước đi đều phải từng bước từng bước khó có thể tin ông ta trước kia chính là người cùng từng bạn chơi bóng rổ tôi và ông ta chào hỏi vài câu câu chuyện tự nhiên chuyển đến mấy đồng tiền cổ vừa nói đến tiền cổ mắt ngô cục liền lóe tinh quang thần thái sáng láng phảng phất như hút thuốc phiện vậy cậu biết không mấy cái này là cái gì biết không? Ông ta chỉ chỉ tiền cổ trên bàn. Tôi là người ngoài ngành, hiển nhiên lắc đầu không nói. Tiền cổ ấn theo mức độ hiếm lạ cao thấp, chia làm chuẩn mới cấp. Mỗi cấp lại có khả năng chia nhỏ làm ba cấp, thượng, trung, hạ. Mà ngũ thập danh chân là cực phẩm trong đó. Nếu như tam khủng bố của Đông Chu, sáng tuyền tứ thập thời Vương Mãng, kiến quốc thông bảo thời Tống, thiên quốc thông bảo thời Thanh, Giá trị của tiền cổ không chỉ do niên đại lịch sử quyết định, chủ yếu là số lượng phát hành cùng lần tái bản. Cho dù thanh chiều cách chúng ta gần nhất, rất nhiều đồng tiền cổ vẫn cực kỳ trân quý. Cục trưởng Ngô nói rất nhanh, tôi cơ hồ nghe không hoàn chỉnh, không thể làm gì khác hơn là hiếu kỳ hỏi. Vậy mấy cái này là gì? Cục trưởng Ngô nhỏ giọng nói, có một loại trong đó là hàng thật, chỉ tồn tại trên thế giới này hai cái, một cái trong đó ngay chỗ của tôi Tôi càng cảm thấy hiếu kỳ Trên thế giới chỉ có hai cái Có khi nào là đồ giỏm không? Lời tôi vừa ra khỏi miệng Lại cảm thấy đường đột Hoàn hảo cục trưởng ngô cũng không ngại Không đâu Tôi nhiều ngày nay một mực lật xem tư liệu Cẩn thận kiểm nghiệm rồi Ngô cục cầm hai đồng tiền cổ kia lên Trong mắt tôi hình như dùng đại đường thông báo Không khác gì nhau Hình tròn đường kính khoảng 2mm, xung quanh in bốn chữ Đại Tề Thông Bảo. Nó tên là Đại Tề Thông Bảo, là tiền nam đường. Tiền này hàng thật chỉ phát hiện hai cái, dựa vào văn tự hình dáng cấu tạo gần với Đại Đường Thông Bảo, cho nên xác định là thăng nguyên từ trí cáo, người lập nước nam đường những năm đầu xây dựng đất nước, đánh dấu thời Đại Tề Đúc Thành. Một cách nói khác là cuối thời Nam Đường khi đúc Đại Đường Thông Bảo Đúc Thành. Cục trưởng Ngô cầm một quyển sách qua Đem tranh vẽ chữ nhật trong đó chỉ cho tôi Xong tôi phát hiện tiền trên bức tranh Tự hồ có chút khác biệt với tiền trên tay ngô cục Nhưng tôi cũng không nói ra Chỉ là nghĩ thầm Chuyên gia như ông ta Phòng trừng đã sớm chú ý tới Nhưng qua vài ngày nữa Người kia sẽ lấy lại tiền cổ rồi Giọng nói của cục trưởng ngô đầy vẻ u sầu Tôi thấy ông ta Đã mê mẩn những đồng tiền này rồi Tôi muốn làm cái giả nếu không trực tiếp nói với hắn Tôi làm mất tiền này rồi Mặc dù táng ra bại sản Tôi cũng phải nhất định mua đồng đại tế thông bảo này vào tay Về mặt ngô cục Đột nhiên trở nên đáng sợ Diện mục dữ tợn trong ngáy mắt Tôi dường như không còn nhận ra ông ta nữa Nguyên lại dục vọng chiếm hữu dễ dàng thay đổi con người nhất Mọi người trầm mặc một hồi Tùy tiện hàn huyên tàn gẫu rồi cóc từ Trước khi đi ngô cục cầm lấy tay tôi than thở nói Âu Dương à, cũng chỉ có cậu sau khi tôi về hưu vẫn còn đến thăm tôi. Tôi cười cười, cuối cùng ông ta còn hỏi dò mãi, gần đây Trung ương đối với việc cải cách thuốc có động tác gì. Tôi nói không rõ lắm, ông ta lại còng lưng trở vào. Một thời gian sau, công tác buộn bề, tôi cơ hồ quên mất chuyện ngô cục, nhưng ngô phu nhân lại gọi điện thoại tới, xong lần này thanh âm rất gấp gáp lão ngô nhà chúng tôi không thấy đâu nữa câu đầu tiên tôi đã cảm thấy kỳ quái không thấy nữa thì báo cảnh sát chứ sao khẩn trương vậy nhưng ngại giao tình ngày xưa tôi vẫn đến nhà ông ta một chuyến một người sống sờ sờ như thế sao lại không thấy đâu nữa quá buồn cười nhưng căn cứ theo lời phu nhân của ngô cục ngô cục từ ngày hôm qua sau bữa cơm chiều vào phòng rồi thì không thấy đi ra hôm nay lúc bà vào phát hiện bên trong không có một ai Tôi cẩn thận nhìn bàn học một chút Phía trên chất đầy bộ sách về tiền cổ Đặt một kính phóng đại Còn có rất nhiều hộp thủy tinh Bên trong đều là tiền cổ Còn có đao tệ Nghị tị tệ của nước tề thời xuân thu Trên tường treo một thanh kiếm gỗ đào Chỉ dùng để khảm tiền cổ mà chế thành Trong phòng không lớn Cơ hồ mỗi dạng đồ vật Đều hoặc nhiều hoặc ít Có liên quan đến tiền cổ Ngục phụ nhân rót nước đưa qua cho tôi mà tôi thì ở trong phòng tiếp tục xem xét phòng cùng ban công nuôi liền nhưng cũng không thể nói cục trưởng ngô từ ban công chạy thoát chứ chẳng lẽ ông ta mang theo đồng tiền cổ kia đi rồi chưa đến nỗi thế đâu hơn nữa càng kỳ quái chính là tôi ở trên giá sách ông ta tìm được một cái hộp bên trong không ngờ lại đựng đồng đại tề thông bảo kia quá kỳ quái tiền vậy mà còn đó tôi vốn định đặt nó lại chỗ cũ trật lòng hiếu kỳ lạ lùng lại khiến tôi đem nó ra đương nhiên tôi đeo bao tay vào đây là ngô cục trước kia luôn yêu cầu tôi mãi bởi vì, vì mồ hôi trên tay có khả năng sẽ phá hủy món đồ cổ chân quý này thật tốt đến vậy sao tôi nhìn đồng tiền cùng tiền bình thường không khác là bao trên tay cũng không có cảm xúc gì đặc thù lắm lúc này xuyên thấu qua cửa sổ phòng một chùm sáng bắn vào nó đến cũng khéo đường sáng nọ vừa vặn chiếu trên lỗ chính giữa đồng tiền. Tôi sợ bị nắng chiếu lâu không tốt, vừa muốn thu hồi lại phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Tiền vốn chính giữa trống rỗng, ánh sáng kia vậy mà không cách nào xuyên qua. Tôi lại thử lần nữa. Quả nhiên, ánh sáng vậy mà không cách nào xuyên qua lỗ vuông chính giữa bắn tới mặt đất. Tôi đưa tay sò vào, thông suốt không trở ngại, nhưng ánh sáng lại tiến vào không được. Thú vị thật. Tôi cười cười, không ngờ còn có loại sự tình này vì vậy đưa tiền đến gần hơn chút nữa nhìn toàn thân tiền cổ vàng nhạt đỏ thấu tôi nhiều ít cũng từng ở với ngô cục thời gian ngắn đối với tiền cổ có chút hiểu biết căn cứ vào hàm lượng đồng Dì xét và màu sắc của tiền cổ cũng không giống nhau tiền đồng thời ngũ đại chứa đồng nhiều hiện ra màu đỏ tươi tôi dùng mắt gắt gao quan sát tiền cổ tôi muốn nhìn xem nếu ánh sáng không cách nào xuyên qua lỗ vuông kia vậy mắt nhìn có thể nhìn thấy gì không tôi quả thực đã nhìn thấy đôi mắt chậm rãi tiến đến xong đến giờ tôi vẫn luôn luôn hối hận vì quyết định kia đôi mắt của tôi thấy được một con mắt khác chuẩn xác mà nói là con người già nua bi thương thậm chí lộ ra màu xám chết cứng con mắt nọ phảng phất như con mắt của người chết vậy tôi bị dọn giật mình tiền cổ trong tay tôi rơi xuống mặt đất lúc này cửa phòng đột nhiên mở hiện vào một người. Phu nhân Ngô cục vào tới, đưa trà cho tôi, còn cầm giảm vài câu. Tôi hỏi bà ấy, người khách kỳ quái kia về sau có từng trở lại không? Phu nhân Ngô cục lắc đầu, nói từ sau lần đó đã gần nửa tháng, người nọ đã quên việc này. Mấy ngày nay, Ngô cục vui mừng như đứa trẻ vậy. Vốn mấy ngày nay, ông ta thường xuyên đọc báo, nghe tin tức, mỗi lần đều khẩn trương muốn chết, còn gọi điện thoại mãi. Điện thoại Tôi hiếu kỳ hỏi Biết là gọi cho ai không Ngục phụ nhân khinh thường khoát tay Còn không phải Mấy lão buôn thuốc trước kia hay đến sao Họ thường xuyên mang tiền cổ tới nhà chúng tôi Tìm lão ngô Nói cái gì Ngục phụ nhân đột nhiên tự giác mình nói lỡ Không nói gì thêm nữa Tôi cũng khéo léo liền uống trà Uống xong trà Bà hỏi tôi vừa rồi có phát hiện gì không Tôi nói tạm thời không có Bà liền lùi ra còn nói mãi muốn tôi ở lại ăn cơm đầu giường của ngô cục đặt rất nhiều tin tức chính trị cùng một ít sách báo nội bộ cục dược phẩm ông ta không phải đã lui về từ lâu rồi sao thế nào mà vẫn quan tâm như vậy chứ khó trách có nhóm cán bộ nói lui thân tâm không lui người lui nói không lui tôi lại nhìn tiền cổ trong tay một chút tiền kia đỏ đến ghê người tôi nhớ mang máng lần trước nhìn thấy cũng không đỏ đến vậy Tôi không nguyện ý tin thứ vừa rồi đã nhìn thấy lắm Nhưng không có dũng khí nhìn lần nữa Vì vậy tôi nghĩ ra một biện pháp Dựng tiền đồng lên Sau đó dùng máy ảnh ở chỗ cực gần chụp một tấm Cũng không biết Ánh sáng chụp này có ảnh hưởng gì tới tiền cổ không Sau khi vội vã cao từ Tôi liền lập tức đi rửa ảnh Rất nhanh Bức ảnh được rửa ra sau khi tôi phóng to nó để dưới đèn, về cơ bản hoàn toàn là chụp lỗ tiền kia. Chờ tôi vừa nhìn, cơ hồ kinh hãi nói không ra lời. Tôi rửa tất cả ảnh ra, mỗi bức ảnh đều cơ hồ đều không sai biệt mấy. Trong lỗ tiền hình vuông kia, ấy thế mà có một khuôn mặt người, khuôn mặt người không chút biểu cảm. Xong từ góc độ đến xem, tựa hồ là cách miệng lỗ rất xa. Khuôn mặt kia tôi không thể quen hơn nữa, chính là cục trưởng ngô. Nhưng bởi vì tôi om, mặt ông ta luôn không trọn vẹn, nhìn không rõ lắm. Có thể chỉ thấy có con mắt nửa mở, nửa khép kia mà thôi. Tôi đem tất cả ảnh và âm bản tiêu hủy. Sẽ không ai chấp nhận một cục trường về hưu lại mất tích trong mắt tiền của một đồng tiền cổ. Qua vài ngày, tin tức đã đưa lên nói. Nguyên lai quá trình phê duyệt thuốc của ngô cục xảy ra vấn đề. Dùng thuốc lâm sàng vậy mà đã hại chết người ta. Còn có mấy người đang ở phòng sản sóc đặc biệt. Người có liên quan đều đang chờ bị bắt. Nhưng trong tin tức, cũng không chỉ ra tên cụ thể của Ngô Cục, nhưng có nói địa danh còn có tên dược phẩm. Thời gian xảy ra sự cố chính là mấy ngày trước. Tôi bỗng dưng hiểu được dụng ý của Ngô Cục, cực kỳ quan tâm đến cục dược phẩm. Tôi lại tìm đến nhà Ngô Cục muốn nhìn chút xem đồng tiền cổ kỳ dị kia. Nhưng phu nhân Ngô Cục lại nói với tôi ngay ngày hôm qua người khách kỳ quái kia không ngờ đã trở lại, muốn lấy đồng đại tề thông báo kia ngô phu nhân vẫn vẻ mặt u sầu nói về tôi đã báo cảnh sát nhưng vẫn không có tung tích của ngô cục tôi thầm nghĩ nếu thật sự kể cho bà biết chỉ sợ là bà lại không tin đâu sự cố dược phẩm lần đó kết thúc không có gì rõ ràng ngô cục trường cùng người khách thần bí kia cùng tiền cổ giá trị không xác định được kia đều bật vô âm tín không lâu người thay thế cục trưởng ngô đã nhận chức nghe nói người này dễ dàn xếp hơn cục trưởng ngô Hắn thích tiền giấy Hơn nữa tốt nhất là tiền đô Tôi lại hút xong một điếu Khói thuốc tan đi Câu chuyện cũng kết thúc Đồng tiền cổ kia đến tột cùng là gì Lỗ chính giữa Sao giống hố đen vậy Còn có thể hút người ta vào đó Nhưng những người khác nhìn lại không xảy ra chuyện gì mà Lâm Tư Bình kỳ quái hỏi tôi Tôi nhún vai đánh chịu nói Tôi đây cũng không biết Tôi chỉ kể ra những gì tôi biết thôi sớm biết thế để lại một bức hình. đáng tiếc, bức ảnh đó nhìn lâu rất tàm hôn. tôi nghĩ cũng không kịp nghĩ, toàn bộ thiêu hủy. lâm từ bình nhìn qua kỳ nhan. kỳ nhan không biết từ đâu cầm đến một đồng tiền cổ, Thảy lên trong tay. con người sẽ không rơi vào mắt tiền, rơi vào đó chẳng qua là sự tham lam của con người mà thôi. nói xong, tiền cổ trên không trung nhào lộn vài vòng, rơi xuống bàn tay kỳ nhan ngoài phòng đã dần dần có sắc xanh xem ra trời cũng sắp sáng ba người lại uống chút rượu gối đầu lên nhau cùng ngủ